thời điểm trên, nhân viên bán hàng ngồi trong nhà ngửi mùi khét nên chạy ra ngoài, phát hiện đám cháy đang bùng lên ở khu phía ngoài. Hai nhân viên trong cửa hàng hô hào dập lửa nhưng ngọn lửa bùng phát quá nhanh làm cháy gần hết khu phía ngoài. Được biết, khi xảy ra đám cháy, phía dưới cửa hàng có hai nhân viên nữ, bên trên tầng có khoảng 10 người đang làm việc. Nguyên nhân đám cháy đang được điều tra làm rõ. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã huy động 3 xe chữa cháy đến dập lửa. Sau khoảng 1 tiếng, đám cháy đã được dập tắt.